Thưa quý vị và các bạn, tuy mới chỉ manh nha, nhưng Super League đã chết yểu khi lần lượt các câu lạc bộ lớn tuyên bố rút khỏi dự án. Có nhiều lý do dẫn đến sự sụp đổ này. Trong ngày 21 tháng 4, báo chí châu Âu khẳng định lý do lớn nhất khiến các câu lạc bộ lần lượt rút lui khỏi dự án Super League đến từ việc UEFA đã có được gói tài trợ trị giá đến 7 tỷ euro, tức 6 tỷ bảng Anh, dành cho Champions League. Bản chất để hình thành Super League chính là việc các đội bóng lớn muốn có nhiều lợi ích kinh tế hơn ở cúp châu Âu. Chính nguồn lực tài chính dồi dào tới từ JP Morgan được cho tài trợ 4 tỷ euro là nguyên nhân mở đường cho Super League, gây khó dễ cho UEFA hiện tại. Vì vậy, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã phải đưa ra phương án chống đỡ hợp lý và họ sẽ dùng thật nhiều tiền để sớm dập tắt ý định thành lập Super League của nhiều đại gia lục địa già. Cụ thể thì Barca tiết lộ chủ tịch UEFA Alexander Seferin đã đồng ý ký vào thỏa thuận hợp tác với một công ty lớn ở Anh. Công ty này sẽ cung cấp gói tài trợ trị giá 7 tỷ euro dành cho Champions League. Dự kiến UEFA sẽ dùng số tiền này để phân bổ thêm cho những đội bóng lớn một khi họ tiếp tục ở lại với giải đấu danh giá nhất của UEFA. Số tiền này sẽ làm gia tăng tiền thưởng cho các đội bóng tham dự ngay lập tức. Nhà đầu tư này được cho là một công ty có trụ sở ở London. Số tiền ban đầu họ bỏ ra là 3,9 tỷ bảng, sau đó tăng lên thành 6 tỷ bảng. Đây là dự án hợp tác giữa các nhà đầu tư với các câu lạc bộ không tham gia Super League. Bây giờ còn có cả những câu lạc bộ từ bỏ Super League. Bayern, Dortmund và Paris Saint-Germain là những đại gia công khai chống lại dự án Super League từ đầu nên đang rất được lòng của UEFA. Porto, Benfica và Sevilla cũng nằm trong số này. Theo kế hoạch chính của UEFA, họ sẽ tái cơ cấu Champions League từ 32 lên thành 36 đội bắt đầu từ năm 2024. Các đội bóng lớn lo ngại việc họ phải tham gia nhiều trận hơn nhưng tiền thưởng sẽ ít đi. Với việc có chuẩn bị có thêm nhà đầu tư mới, UEFA sẽ có đủ cơ sở để ngồi vào bàn đàm phán. Một sự giải thích khác là do sự phản đối quá mạnh mẽ từ người hâm mộ đã khiến các ông lớn phải rút lại kế hoạch của họ. Việc các đội Premier League rút khỏi European Super League được cho là hệ quả tất yếu sau những sức ép đến từ chính người hâm mộ và các thành viên câu lạc bộ. Chelsea được cho là đội đầu tiên manh nha ý định rút khỏi Super League khi các cổ động viên của họ phản ứng dữ dội với kế hoạch của đội bóng. Người hâm mộ Chelsea thậm chí đã tập trung bên ngoài Stamford Bridge để phản đối trước trận đấu trên sân nhà của đội nhà với Brighton vào đêm 20 rạng sáng 21 tháng 4. Một trận đấu tẻ nhạt về chuyên môn nhưng lại không thiếu sức nóng tại Stamford Bridge. Cụ thể, hàng trăm người ủng hộ The Blue đã đến sân ở phía tây London vào chiều thứ ba với các biểu ngữ để trút giận trước quyết định đăng ký tham dự European Super League của câu lạc bộ. Một biểu ngữ kêu gọi chủ sở hữu Chelsea Roman Abramovich làm điều đúng đắn, rút khỏi giải đấu ly khai, trong khi các câu lạc bộ của các cổ động viên cũng nghe thấy tiếng hô vang "Chúng tôi muốn Chelsea trở lại". Và chỉ vài phút sau, khi những người hâm mộ vẫn bên ngoài sân vận động bắt đầu rò rỉ tin tức Chelsea đang tập hợp các tài liệu để thoát khỏi kế hoạch ly khai. Trong cuộc biểu tình bên ngoài sân vận động, giám đốc kỹ thuật của Chelsea đã phải ra mặt nói chuyện với người hâm mộ. Ông được cho là đã trả lời người hâm mộ rằng hãy cho mọi người thời gian. Cựu thủ môn của Chelsea cũng được nhìn thấy đã thúc giục fan cho phép xe buýt của đội đi qua để đến sân, điều mà cuối cùng họ đã làm. Bất chấp việc người hâm mộ cho phép xe buýt đến sân vận động, điều đó vẫn khiến huấn luyện viên Chelsea là Thomas Tuchel không hài lòng vì công tác chuẩn bị của hai đội đã bị cản trở. Thậm chí, giờ lăn bóng giữa trận đấu Chelsea và Brighton đã phải hoãn tới 15 phút tới khung cảnh ách tắc phía bên ngoài sân Stamford Bridge. Áp lực tỏ ra hiệu nghiệm khi chính câu lạc bộ của chủ tịch Abramovich là đội đầu tiên rút khỏi Super League. Sau trận đấu thì huấn luyện viên Thomas Tuchel thừa nhận thông tin về Super League đã khiến các cầu thủ Chelsea mất tập trung, từ đó đánh rơi hai điểm ngon ăn trên sân Stamford Bridge. Ông cũng tỏ ra rất bực tức vì chẳng ai chú ý đến trận hòa giữa Chelsea và Brighton. Thay vào đó, ông lại phải liên tục trả lời các câu hỏi về Super League. You have to admit also that was a huge distraction since 2 days. Was not the full focus on our game, which maybe plays also a role in all this. So, given all the circumstances, we are clearly not happy. I think that the owners and the presidents or the responsibles in the clubs know this, and I think that I cannot think anything else that they love competitions because they like to win big trophies and they have a passion for football. Look at the owners here in your league here in Premier League.
what they invest, what teams they build, what clubs they build. This is the most competitive league in the world, and this is also because of the owners build such strong clubs and such strong teams. Don't forget it. So I would like to hear arguments, and I would like to hear the points, the real points behind it, and the real idea behind it, and the details. And I did not have any details. That does clearly not feel good as a coach when you're asked all the time about it. That's why I can only repeat that I'm not the right person to talk about it, because I have not read one page of this idea. Well, I trust my club to take the right decisions to be in future a competitive club. My message is very clear. I miss every supporter of us in the stadium. I miss the supporters since over 1 year. I don't want to get used to it, to play in empty stadiums. This is my message. Chủ tịch Super League Florentino Perez đã thuyết phục được Atletico Madrid tạm thời bình tĩnh. Nhưng Man City nhất quyết rút lui và lại đội đầu tiên chính thức hủy kèo. Vào rạng sáng 21 tháng 4 theo giờ Việt Nam, BBC và Bleacher Report cùng xác nhận Chelsea là câu lạc bộ đầu tiên sắp xếp hoàn tất các văn bản và thủ tục pháp lý cần thiết để rút khỏi nhóm sáng lập European Super League. Ngay sau khi Chelsea được cho là sẽ rút khỏi Super League thì Man City cũng hành động tương tự. Đội đang dẫn đầu Premier League là Man City cho biết trong một tuyên bố vào tối thứ Ba, câu lạc bộ bóng đá Manchester City có thể xác nhận rằng họ đã chính thức ban hành thủ tục rút khỏi nhóm đang phát triển kế hoạch cho European Super League. Vào tối 20 tháng 4, thì 4 đội còn lại trong số Big Six của Premier League đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ rút lui khỏi kế hoạch hình thành giải European Super League ly khai. Các câu lạc bộ còn lại như Atletico cũng dục dịch từ bỏ, trong khi chủ tịch Barca là Joan Laporta tiết lộ Barca sẽ quyết định việc đi hay ở qua trưng cầu ý dân. Điều đó đồng nghĩa là toàn bộ Big Six của Premier League đều không còn có mặt tại Super League, hợp với thiện chí của UEFA đã gợi mở trước đó cho các câu lạc bộ Anh. Chủ tịch Alexander Seferin cũng từng đề nghị Big Six Premier League hãy sửa sai. Sau khi chứng kiến đội bóng đầu tiên là Man City từ bỏ European Super League, chủ tịch UEFA là Alexander Seferin cho biết: "Tôi vui mừng chào đón Man City trở lại đại gia đình bóng đá châu Âu. Họ đã thể hiện sự thông minh tuyệt vời trong việc lắng nghe nhiều tiếng nói, đặc biệt nhất là từ tâm tư của người hâm mộ." Arsenal thậm chí còn lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì đã mắc sai lầm. Thông báo trên trang chủ Arsenal viết: "Chúng tôi đã mắc sai lầm và chúng tôi xin lỗi về điều đó. Chúng tôi biết sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục niềm tin của bạn vào những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được ở Arsenal. Nhưng chúng tôi cũng muốn nói rõ rằng quyết định trở thành một phần của Super League được thúc đẩy bởi mong muốn của chúng tôi là bảo vệ Arsenal, câu lạc bộ mà bạn yêu thích, và để hỗ trợ môn thể thao mà bạn yêu thích thông qua sự đoàn kết hơn nữa và ổn định tài chính."